cây sinh tố hay là máy ép thì đã không còn là những cái vật dụng quá xa lạ với chị em nội trợ rồi đúng không ạ? Thì để lựa chọn những cái máy này tốt như thế nào thì mời mọi người cùng tìm hiểu qua cái thương hiệu Elmix. Thì đây là một thương hiệu nổi tiếng tại châu Âu. Đầu tiên đây là mẫu máy ép. Thì đây là mẫu máy ép đến từ thương hiệu Elmix có mã số đó là GEE1853. Thì cái mẫu máy ép trái cây này được làm với cái màu sắc rất là khá là sang trọng. Và hơn nữa thì các bạn có thể thấy thì với chất lượng là liệu là inox 304 cùng với lại nhựa cao cấp dài tới 2mm thì cũng sẽ rất là chắc chắn chúng ta. Ở đây thì các bạn có thể thấy sẽ là một cái ly, sau khi mà chúng ta ép trái cây ra thì nước sẽ chảy từ đây xuống và cũng sẽ có cái đo cái số ml ở đây để mà chúng ta thấy rõ hơn. Ở đây thì các bạn có thể thấy cái ly này được thiết kế cong ở đây để mà chúng ta có thể để sát như thế này, thì để đảm bảo là nước nó không có bị văng ra bên ngoài khi mà chúng ta sử dụng. Ở đây cũng sẽ có thêm một cái ở phía bên ngoài cũng sẽ ép vào như thế này để mà bạn có thể lấy được cái sau khi mà chúng ta ép xong thì những cái bã nó sẽ ra phía bên này. Thì ở đây sẽ là cái chỗ để mà chúng ta bỏ trái cây vào và sau đó chúng ta chỉ cần sử dụng cái này để mà ép xuống, rất là tiện lợi. Thì ép này sử dụng cái máy ép sử dụng cái xay rất là mạnh và chắc chắn, chính vì vậy mà bạn có thể xay rất là nhiều những cái trái cây, kể cả những trái cây cứng và hoặc là những cái trái cây có hạt thì bẻ cũng sẽ được lọc qua và đưa qua phía bên này để mà chúng ta có thể loại bỏ đi. Và cách vệ sinh của máy cũng rất là đơn giản, khi mà chúng ta có thể mở và tháo rời từng cái bộ phận bên trong để mà vệ sinh kỹ càng hơn. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy nhìn ở phía bên ngoài, Vân sẽ quay ra cho các bạn thấy. Ở đây thì sẽ có những cái chức năng cũng như là những cái núm vặn cơ để mà các bạn có thể điều chỉnh theo cái chế độ đây từng cái nấc để mà chúng ta dễ dàng thao tác hơn. Đây, như là nút tạm dừng nè, nút reserve, nút dành cho những cái trái cây mềm mềm, trái cây cứng thì chúng ta có thể sử dụng ở đây. Đây rất là nhiều những cái chức năng khác nhau. Thì ngoài máy ép thì việc chuẩn bị những cái thức uống khác cũng rất là quan trọng. Thì các bạn có thể tham khảo cái mẫu máy xay sinh tố đây. Thì cái mẫu xay sinh tố này là cái mẫu máy xay nấu đa năng luôn. Thì có cái mã số đó là BLE1850. Thì các bạn có thể thấy thì nhìn từ phía bên ngoài thì cái mẫu máy xay này rất là bắt mắt với cái màu đỏ sang trọng ở đây. Hơn nữa thì mẫu máy xay sử dụng núm vô cực. Đây, các bạn có thể xoay rất là dễ với từng cái chức năng. Nói đây là cái máy xay đa năng, có nghĩa là các bạn ngoài việc xay sinh tố thông thường, các bạn cũng có thể xay những cái thứ như là súp nè, cháo hay là đậu nành nè, rất là nhiều, hay là những cái thứ hay là xay đá, vân vân, rất là nhiều món. Thì ở đây các bạn có thể thấy sẽ có cái than. Nếu mà nhìn kỹ các bạn có thể thấy đây là cái than, nếu mà chúng ta chế nước nóng vào thì chỉ đến đây thôi, và đến lúc tạnh thì các bạn có thể để cái mức lên trên này. Thì đối với trường hợp mà chúng ta nấu sữa đậu nành hay là nấu cháo thì cái máy xay này khi mà chúng ta điều chỉnh nhiệt độ bằng cách ấn on off này, sau đó thì máy cũng sẽ hiển thị cho chúng ta để mà chúng ta lựa chọn. Thì khi mà bạn kích hoạt vào cái nấu cháo hoặc là nấu đậu thì máy xay này cũng sẽ tự nóng để mà tự biết cách cân chỉnh cho chúng ta phù hợp hơn. Đây, nút điều chỉnh tốc độ này, nhiệt độ này, thời gian. Đó là ngoài ra còn có nút trộn này, khi mà ấn vào trộn. Đây. Ở đây thì cũng sẽ có nút là tự vệ sinh máy, rất là tiện lợi khi mà chúng ta sử dụng máy xay sinh tố. Bao giờ chị em phụ nữ chắc chắn cũng sẽ gặp trường hợp đó là cái lưỡi dao phía bên trong bị bám thức ăn hoặc là rau củ, khiến cho chúng ta vệ sinh rất là khó khăn, và hơn nữa còn nguy hiểm đến cho việc vệ sinh nữa. Thì máy cũng sẽ có chức năng này, chúng ta chỉ cần để chế một ít nước vào và ấn chế độ này thì máy sẽ tự nhồi lên và vệ sinh sạch cái lưỡi dao. Còn phía bên ngoài thì bạn có thể là sẽ tháo nắp ra và vệ sinh dễ dàng hơn rất nhiều. Ở đây thì cũng sẽ có cái cối thủy tinh chắc chắn để mà không có bị nóng. Hơn nữa thì ở đây các bạn có thấy cái cùm khóa này, nếu mà chúng ta xoay sai á thì máy sẽ báo động, và bạn cần phải canh chỉnh đúng thì máy mới bắt đầu hoạt động. Ở phía dưới này thì máy cũng sẽ có hai cái chốt bảo vệ và cũng như là một cái núm để mà chúng ta tiếp nhiệt, rất là tiện lợi hơn. Thì để có thể
biết thêm những thông tin chi tiết về bộ sản phẩm này thì các bạn đừng quên truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người.